chào tất cả các con. Các con yêu quý, cô rất vui được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay. Các con thân mến, vận động là một cách rất tốt để rèn luyện sức khỏe chống lại dịch bệnh. Và một trong những cách vận động đơn giản và hiệu quả nhất đó chính là nhún nhảy. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con một bài nhảy trên nền nhạc bài Sớm Mai Của Bé. Cô mời các con cùng đứng dậy trước màn hình, lắng nghe giai điệu của bài hát và làm theo những động tác cùng cô nào. Một,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoa loa kèn thức dậy từ lâu, lay lay chú dê khua dâu ngủ vui giấc sâu. Bây giờ chúng mình cùng ghép câu 1 và câu 2 với nhạc nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân mến, giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô mong rằng các con sẽ tập luyện bài nhảy thật chăm chỉ để có thể biểu diễn thuần thục cho cả gia đình cùng thưởng thức. Và nhờ bố mẹ quay lại clip gửi cho cô nhé. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Xin chào!